giờ khóc giờ cười chuyện người nổi tiếng xài ngoại ngữ ngọc trinh yêu cầu trai tây nói tiếng việt vì xài tiếng anh hoài không hiểu ủa gì đó ủa gì đó zuna và màn giao tiếp ba thứ tiếng khiến fan khờ ngang à? Cái gì ơi Quyên lệ hàng cùng câu trả lời hả? Cái gì? Viral bao năm tháng của cô ấy? À. Tiếng Anh của Nachat tại Mama trở thành bản BGM huyền thoại. Solo. Chung solo. Chung Tuy không thường xuyên, nhưng dàn sao đình đám của giới giải trí châu Á đôi lúc vẫn phải sử dụng tiếng Anh khi tham gia sự kiện. Dù là thế mạnh hay thế yếu, các nghệ sĩ cũng không tránh khỏi những tình huống giờ khóc giờ cười khi xài ngoại ngữ có người thành mim có người lại gây ấn tượng với công chúng khiến cư dân mạng việt được phen dậy sóng dạo gần đây là ngọc trinh nữ hoàng nội y sau bao ngày im ắng cuối cùng đã có màn xuất hiện xinh đẹp hút mắt tại sự kiện cô diện trên mình bộ đồ khá đơn giản nhưng dễ dàng khoe được vóc dáng hoàn hảo make up nhẹ nhàng cùng mái tóc buộc gọn gàng giúp món trang sức đắt đỏ của ngọc trinh trở nên nổi bật nhìn chung tổng thể ngoại hình của nữ hoàng nội y rất tốt chỉ có màn giao tiếp của cô trên thảm đỏ là hơi bất ổn nếu không muốn nói là khiến netizen cười bỏ cụ thể ngọc trinh gặp gỡ một anh chàng ngoại quốc điển trai trên thảm đỏ Người ta gặp cô là bắn tiếng Anh như gió, Ngọc Trinh nghe cũng gật gật đầu nhưng không biết có hiểu không, vì sau đó cô nói với anh chàng bằng tiếng Việt thế này: "Em nghĩ là tốt nhất anh nên nói tiếng Việt đi ha, chứ anh nói một hồi là em không hiểu gì luôn." Không biết trai Tây có hiểu Ngọc Trinh nói gì không chứ sau đó anh chàng vẫn tiếp tục bắn tiếng Anh ầm ầm, còn nữ người mẫu thì vừa nghe vừa cười cho qua, mặc dù khoảnh khắc này khiến netizen phát hiện Ngọc Trinh có khả năng tiếng Anh không tốt, song không ai trách móc gì cô nàng cả một là cô không hề giấu giếm chuyện mình rửa tiếng anh, hai là màn thú thật này của Ngọc Trinh vừa hài hước lại dễ thương nên chẳng ai nỡ trách cô nàng cả. trước Ngọc Trinh, showbiz Việt cũng có một nàng hậu khiến netizen cười từ năm này qua năm khác vì màn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt khi đi thi quốc tế. cụ thể, á hậu lệ hằng từng là đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2016. bình thường thì khi tham gia đấu trường quốc tế, các hoa hậu sẽ sử dụng tiếng anh. song với lệ hằng, khi cô nhận được câu hỏi từ phóng viên nước ngoài, liền trả lời bằng câu hỏi À, cái gì làm netizen năm đó vừa xấu hổ, vừa mắc cười. Quan trọng là màn trả lời này của Lệ Hằng đã trở thành meme trong suốt nhiều năm qua và cô còn được netizen yêu ái gọi bằng cái tên Queen Lệ Hằng. Không chỉ showbiz Việt, Cbiz hay Kbiz cũng có những trường hợp giờ khóc giờ cười khi xài ngoại ngữ. Gần đây có màn trả lời phỏng vấn rất cồng kênh của Junna, thành viên của SNSD nổi tiếng là biết nhiều thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. Tuy nhiên, khi tham gia càn năm nay, Junna đã làm netizen khờ ngang khi tiếp nhận câu hỏi bằng tiếng Anh, được dịch ra tiếng Trung và cô trả lời bằng tiếng Hàn. Nhiều cư dân mạng phải trầm trồ với khả năng ứng biến của Junna, bởi may là cô hiểu cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh, chứ phải ai ngơ ngơ là chịu hẳn. Cbiz cũng có một màn sử dụng ngoại ngữ viral suốt nhiều năm, thậm chí còn trở thành meme huyền thoại và được chế thành 7749 BGM, đó là cổ lực Nachat. Theo đó, nàng mỹ nữ Tân Cương từng tham dự Mama lên trao giải cho Trung Ha và phải nói bằng tiếng Anh. Khoảnh khắc cô nàng dặn từng chữ và đọc tên Trung Ha vang vọng khắp hiện trường là netizen cười bỏ. Sau khi kết thúc sự kiện này, tiếng Anh của Nachat tại Mama đã được netizen chung xào nấu thành những bản BGM hài hước, đến nay vẫn được dân mạng sử dụng.